Chào mừng anh em bà con cô bác trở lại với Facebook cày chảo của cơ khí Vũ Hải. Hôm nay anh em chúng tôi lại giới thiệu đến bà con một sản phẩm cày lâm ba chảo. Thiết kế và lắp đặt cho máy 6040 và 7040. Đường kính chảo là 700 lưỡi của USA Mỹ. Thương hiệu chảo là thương hiệu Osmond Dyson. Sao không để liền nó lại mà lại đục toát nó ra làm gì chứ? Em nó dặn là thổi cái này xong là cháu hàn lại rồi em mới lại nắn cho nó bằng, chuyện nó khó hơn thì. Nắn thế quá là được. Ví dụ nó bằng cái này thôi. Ở đây đâu, bên đây nó hơi lệch, cháu hiểu. Bằng thì hơi khó đấy chú. Không, tí là tí là nó ngoát rồi, tao có nó mà tao nắn cho nó bên đây được, tí tí thì nó lên hết rồi đi. Các bác lại cho mấy cái củ đùi, củ tỏi đến để đấy, chén đây. Đấy, nặng mới đây. Nặng lắm. Bữa ra mẹ cười chảy nước mắt ra mấy cái thằng ngố. Nó có một cái này. Đây này. Cái thằng cháu đặt ở đây nó ai đi giấu gì biết chưa? Nó mà rút cái này cho nó nhìn à, cái thằng cháu gì nó đi xe đạp đấy. Ôi giời ơi, mẹ bao nhiêu người ở đây cười cháy nước mắt, thua nó. Ừ, nhưng mà cái này nó hơi lệch một tí. Ép từ gì được nhỉ? Ừ đấy thì cháu khắc phục cái vết nhé. Rút cái tí là biết là mày mãi. Mấy chục cân đấy chứ? Nó độ chắc độ 50 cân. Vừa nhắn. Cái này thì ngày kia chú lấy nhá. Cái này thì giờ làm đấy chỉ đến mấy? Ừ, đang làm mà. Đang làm. Thế thì không biết có làm kịp được không, như giờ cháu đang phải sơn đống này đây này. Nó còn chuyển đi Nghệ An đây. Cái này là chỉ dành cho đục thôi đúng không? Không, để tháo gầu nó đục mới móc. Cứ lựa lựa để cho nó xem là... Ừ, thế giờ thì chắc là ngay thì chắc ừ, chưa rồi. Có khả năng tầm đấy thì xoay sở được. À, không bê được. Trời ơi. Cái này bê phát một. Đây, đang đây, đang một mày khỏe chú chịu. Thấy chưa? Giờ, cái này mà. Nó phải 6-7 cân nhỉ. Cũng đến nhỉ. Chỗ nào được nhỉ? Đi đó. Đấy, chú cứ thả vào trong đi. Trong nó cổ đi đâu được. Đây cứ thả đây đó. Đấy nha. Ôi trời. Đấy, tin chưa? Đấy. Nhà các phòng chú cứ tí nhá. Vâng. Đây thì mới chỉ được. Chắc là như kiểu nó lần mua rồi bị đây hay nó hàn một lần rồi nhỉ? Chưa hàn thôi nào. Giờ bắt đầu bị đấy. Chú bác cùng qua được chú đấy nhé. Vâng. Bỏ cái này nhà cho nó nhi ra. Chú đặt rút cái đấy là nhạy phải hàng chục cân. Không được, 5 cân. Lấy đâu ra được 5 cân cái cục đấy. Nhưng mà cũng nhạy đúng không? Nói chung 25 cân với 20 cân nó chả chênh nhau bao nhiêu. Nhưng mà giả sử như là 60 cân với 65 cân là nó hơi khổ. Vâng.